mới biết nhau. Đêm trăng ướp mộng hai mái đầu, ước mơ mình sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão bùng, thề yêu nhau đến muôn ngàn sao. Các bạn thân mến, ngày hôm trước tôi đã có video clip giới thiệu test âm chi tiết cũng như công bố các thông số đặc tính của dòng loa đồng trục do hãng CAVS, một thương hiệu của Mỹ, cung cấp trên thị trường Việt Nam. Thì các bạn biết là đối với các dòng loa full mà các bạn quen gọi là loa đứng thì nó cũng có những ưu điểm, có những nhược điểm riêng, và đối với dòng loa đồng trục thì nó cũng có những cái lợi thế nhất định. Các bạn nhìn ở bên tay phải này, thì đây là những dòng loa ví dụ Kulady này, rồi dòng HK sản xuất tại Đức, Bát 40 này. Thì các bạn thấy ví dụ những dòng ETC sản xuất tại Mỹ này, thì các bạn thấy đây cũng là CAVS này, nhưng nó là dòng loa full mà các bạn quen gọi là loa đứng ấy. Thì đối với cái dòng loa full thường thì nó sẽ sử dụng hai đường tiếng với một loa bass và một loa chép được tách rời thành hai đường tiếng độc lập. Loa bass và một loa mid chép tách rời, các bạn nhớ nhá, thì ta gọi nó là loa full. Nhưng đối với dòng đồng trục thì một cái lợi thế lớn của nó, cái loa chép này này được đặt ở trong lòng của loa bass và trên một cái trục thì gọi nó là đồng trục. Thì điều này các bạn biết rồi, cái lợi thế lớn của loa đồng trục đó là nó sẽ thiết kế cho thùng vách trở nên gọn gàng hơn và giúp cho các bạn sẽ tiết kiệm được cái không gian bày biện. Và một cái lợi thế lớn nữa, các bạn biết rồi, khi các bạn kê kích để cái tiếng bass nó đánh ngang tai thì đồng nghĩa với việc các bạn cũng lĩnh hội được trọn vẹn cái giải âm của mid chép, cũng đánh ngang tầm với lại cái sóng âm. Và một cái lợi thế nữa nhiều người đã biết, đó chính là sự đồng pha giữa mid chép và loa bass. Đây chính là một cái lợi thế mà loa đồng trục làm được mà những dòng loa full không làm được. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn chính là cặp loa đồng trục của hãng CAVS, đó là model CM12. Chúng ta cùng quan sát cái thùng vách này, thì các bạn nhìn thấy này, thùng của nó thiết kế bo vát ở phía sau. Đấy, như các bạn nhìn thấy. Và ở phía trước thì các bạn nhìn thấy nó thiết kế rất là đẹp mắt, tỉ mỉ. Đây là logo treo của hãng, thì các bạn nhìn thấy rất rõ, cái quốc kỳ của Mỹ, đây là cái thương hiệu của Mỹ. Và một cái tấm lưới kim loại rất là dày và chắc được bảo vệ phía trước để tránh tất cả những dị vật có thể tác động vào. Và phía sau cái lưới kim loại này thì các bạn sẽ thấy một cái lớp mút để cản bụi và đồng thời đóng vai trò là tán cho âm thanh nó đều hơn khi các bạn ngồi nghe trước đối diện với loa. Cặp loa này thiết kế rất là gọn gàng, nó là loa mới 100% các bạn nhé, loa mới tinh 100% đập hộp của hãng CAVS. Và dòng loa này thì cách đây ít ngày tôi test rất là kỹ và anh em rất là hưởng ứng và hoan nghênh. Các dòng loa đồng trục thì nhắc lại các bạn, lợi thế lớn là nó đồng pha các giải tần số của bass cũng như là cái mid chép, cho nên các bạn nghe sẽ thấy âm thanh của nó chính xác hơn rất là nhiều. Các bạn vào kênh của tôi, các bạn gõ chữ Cương Audio, các bạn vào YouTube ấy, các bạn gõ chữ Cương Audio đồng trục. Đấy, các bạn cứ gõ chữ Cương Audio và chữ đồng trục, các bạn sẽ thấy những cái bản test tôi test rất là chi tiết cái dòng loa này. Và cặp loa này mới 100% nguyên thùng của nhà máy. Thì các bạn biết rồi, hãng đã niêm yết giá là 19 triệu đồng một cặp này. Tuy nhiên thì đây là những sản phẩm mà hãng gửi để chúng tôi demo, để chúng tôi làm truyền thông và xin ý kiến của chúng tôi. Cho nên là tôi để cho các bạn mức giá có sự trợ giá rất tuyệt vời. Cặp loa này giá 15 triệu đồng, nguyên hộp 100% mới tinh, chưa qua sử dụng. Cho nên các bạn cứ yên tâm sử dụng thôi. Và các bạn thân mến, đây là một chiếc loa siêu trầm của DB Acoustic. Thì nó có cái thùng vuông thành sát cạnh, tức là nó đóng theo kiểu hình chữ nhật. Thì các bạn thấy đấy, xin lỗi các bạn, nó đóng theo kiểu hình vuông. Và nó sử dụng một bát 30, lòng bát cạn, có màu cánh rán, giá 5.500.000 đồng. Còn nguyên cả thùng xốp, tức là mới 100%, giá 5.500.000 đồng. Đó là súp của DB Acoustic. Ở đây thì tôi muốn nói với các bạn rất nhiều những cái sản phẩm, những cái đồ đánh mà các bạn có thể vận dụng để chúng ta kết hợp vào những cái thiết bị các bạn có, hoặc các bạn có thể mua trọn bộ mà để chúng tôi có thể phối ghép cho các bạn với chất lượng âm thanh tốt nhất. Ở dưới cùng thì các bạn nhìn thấy đó là đẩy TD1400W, tên của nó là 1400W các bạn nhé. Nó là đẩy 4 kênh, nó nặng gần 50kg và nó có thể đánh được 2 cặp, tức là các bạn nhìn thấy 4 kênh này có thể đánh được 4 quả, tức là 2 cặp. Những cái dòng súp hơi bát 4 tấc 5 tấc này, những cái dòng loa 4 tấc 5 tấc nó đánh rất là nhẹ nhàng. Và con đẩy này nguyên thùng xốp mới 100% thì có giá 14 triệu đồng. Thì có rất là nhiều bác đặt hàng thôi rồi. Mặt của nó phay nhôm. Đấy, phay nhôm sần, cầm rất là đã tay và nó đã toát lên cái độ xịn sò và cái độ chắc chắn của nó rồi.
Ở phía trên thì các bạn nhìn thấy một con đẩy thời thượng và đang rất là ăn khách trên thị trường. Một con đẩy của hãng CAVS mà tôi độc quyền phân phối, đó chính là đẩy CAVS A1000. Các bạn thấy, đẩy CAVS A1000, mặt của nó phay nhôm, sáng bóng. Con đẩy này có một cái lợi thế, đó là khi các bạn bật lên thì nó sẽ hiển thị cái hiệu điện thế, tức là cái nguồn điện đang là bao nhiêu vôn, nó sẽ hiển thị lên ở đây. Và các bạn thấy một cái điều nữa, khi các bạn mua con đẩy này thì mua một được hai, đó là con đẩy này tích hợp luôn một bộ quản lý nguồn. Ở sau lưng của nó có 4 cái cổng như thế này. Đấy, ở sau lưng để các bạn có thể cắm mic này, đấy, cắm vang này, đấy, cắm nâng tiếng này, cắm lọc xì vân vân ở sau lưng của nó. Và lợi thế lớn là khi các bạn chỉ cần vặn volume được không, mà các bạn hát xong rồi các bạn chỉ cần tắt công tắc đi một cái là nó sẽ đóng, các cổng nó sẽ ngắt lần lượt nó sẽ đóng từng cổng, tức là nó ngắt. Và khi các bạn bật nguồn lên cũng thế, và nó sẽ cấp điện, nó bật từng cổng một thì tương ứng sẽ bật từng cái thiết bị các bạn cắm vào các cổng này lên dần. Đấy, các bạn thấy nhiều video clip tôi đã nói rồi. Thì đây là một con đẩy lợi thế lớn là mua một được hai và mới 100% nguyên thùng của CAVS, và giá của nó chỉ 7.500.000 đồng. Mức giá tôi báo với các bạn là vô cùng cạnh tranh, và cái mức giá tôi nêu ra thì không mặc cả, không trả giá và không gồm cơ vận chuyển, bởi vì mức giá cạnh tranh. Đây là con đẩy CAVS A1000 mà các bạn chỉ đến với chúng tôi, các bạn có thể mua được những sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi phân phối. Nhắc lại các bạn là nó tích hợp sẵn một bộ quản lý nguồn ở phía sau lưng. Ở phía trên thì các bạn tiếp tục nhìn thấy một con quản lý nguồn nữa chuyên nghiệp của DB Acoustic. Con quản lý nguồn này thì có giá 2.800.000 đồng, và các bạn nhìn thấy này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này. Nó có 8 cái cổng, 8 cổng để các bạn cắm các thiết bị ở phía sau, và 2 cổng phía trước này là 10 cổng. Đây là một con quản lý nguồn chuyên nghiệp của hãng DB Acoustic, giá chỉ 2.800.000 đồng thôi. Và nếu như các bạn mua con đẩy CAVS A1000 này thì các bạn lại không cần phải mua cái quản lý nguồn này nữa. Nhưng bạn nào chưa có quản lý nguồn mà có những con đẩy khác rồi thì có thể mua con này, thì nó sẽ giúp các bạn lợi thế lớn là các bạn có thể cắm đẩy vào đây này, rồi cắm tất cả các thiết bị vào 8 cái cổng phía sau lưng. Và khi các bạn tắt bật, các bạn có thể tắt dí giữ và nó sẽ hoặc bật bất cứ thiết bị nào các bạn cắm tương ứng, nó đánh số từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ở phía sau lưng ấy, nó sẽ tắt bật từng cái cổng một theo ý các bạn, và nó cũng hiển thị cái hiệu điện thế ở đây. À, đây các bạn thấy đây là một cái bộ quản lý nguồn của DB Acoustic, giá 2.800.000 đồng. Riêng bộ phận lọc điện ở trong lòng của nó ấy, các bạn nhớ là dòng này nó lại hơn bất cứ một cái hãng nào khác, là vừa là quản lý nguồn nhưng trong lòng nó lại có một cái bộ lọc điện mà ít hãng có được. Bộ lọc điện được tích hợp sẵn trong lòng của nó thì được sản xuất tại Mexico các bạn ạ. Và các bạn nhớ nhé, các bộ quản lý nguồn thông thường sẽ không có lọc điện, nhưng con này của DB Acoustic thì nó lại có một bộ lọc điện. Lọc điện sẽ làm giảm những cái dòng điện mà có những cái nhiễu động, hay các bạn quen gọi là những dòng điện bẩn, được gây ra những cái nhiễu động bởi những cái thiết bị hoạt động trong gia đình, ví dụ như là tivi, tủ lạnh, máy giặt, hay ở trên những cái xưởng mà người ta sử dụng những cái máy công suất lớn thì các bạn biết rồi. Và ở phía trên này nữa xin giới thiệu các bạn, đây là một con vang số cao cấp mới 100% nguyên hộp của hãng JBL, đó là con vang KX180 có giá 10.000 đồng. Đây là con vang số các bạn có thể chỉnh bằng máy tính hoặc chỉnh bằng tay đều được, mới 100% nguyên hộp của JBL có giá 10.000 đồng, thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi và giá có thể linh động một chút. Đó là vang số xịn sò của JB. Các bạn thân mến, nói về mic thì các bạn biết rồi, khi mà hát karaoke thì ai cũng biết rồi, một cái bộ dàn hay xịn sò đến mấy thì xịn sò, nhưng mic không ra gì hay mic kém là nó sẽ làm giảm chất lượng đi rất là nhiều. Cho nên một cái giải pháp ngon bổ rẻ, mua vừa phải với mức giá tiền nhưng lại được chất lượng cực kỳ trong trẻo. Các bạn xem các bản test của tôi, tại sao các bạn thấy khi tôi hát thì nó rõ nét mà nhiều bạn phải sững sờ khi các bạn thấy những cái bản test karaoke của tôi. Đó là rất nhiều cái yếu tố nhờ phối ghép các thiết bị ăn ý, nhưng một phần quan trọng là sử dụng mic không dây CAVS T4 và T4S thì có giá đều như nhau, một đầu thu hai tay mic, giá 2.800.000 đồng nguyên hộp các bạn nhé. Giá tôi báo đều không mặc cả, không trả giá và không gồm cơ vận chuyển. Ở trên các bạn thấy này, đây là một con nâng tiếng của CAVS có giá 1.800.000 đồng. Thì con nâng tiếng này rất là xịn sò, các bạn có thể chỉnh hai kênh, tức là tương đương với hai loa. Thì bạn nào mà thấy cái bộ âm thanh nhà các bạn mà ít bát ít chép, bát không sâu, chép không nhiều, thì các bạn có thể sử dụng một con nâng tiếng này nhé, giá của nó 1.800.000 đồng. Ở phía trên là một con vang số, đây là vang số của DB Acoustic, vừa chỉnh bằng máy tính vừa chỉnh tay, tôi đã chỉnh rất là nhiều rồi và các bạn biết rồi,
dòng này thì cái nhạc nó phê lắm. Cái nền nhạc con này nó tạo ra nó rất là dày dặn. Và giá của nó chỉ 3.500.000 đồng thôi. Đấy, nguyên hộp. Giá trên thì các bạn nhớ tôi báo đều không mặc cả, không trả giá và không gồm cước vận chuyển. Các bạn thân mến, tôi nói sâu một chút. Và những bạn nào mà có giọng yếu, các bạn giọng yếu thì nên dùng cái loa đồng trục này, nên mua cái loa đồng trục này. Còn người giọng khỏe thì đương nhiên là hát bình thường rồi. Nhưng bạn nào mà đã có loa karaoke rồi mà giọng yếu quá thì ta mua luôn một cặp loa tăng lời. Đây là loa ôm của Anh Quốc, một bass và một mid treble. Và loa này rất là nặng và giá của nó là 2.600.000 đồng. Các bạn nhớ là loa nâng tiếng hay còn gọi là loa lời của hãng ôm của Anh Quốc và giá của nó là 2.600.000 đồng. Đấy. Với cặp loa rất là xịn sò. Các bạn có thể mua rời một cặp như thế này để ghép vào những âm ly nghe nhạc. Và thỉnh thoảng các bạn thích thì ghép thêm con vang nghêu ngao chơi thì đều có thể thực hiện được. Các bạn thân mến thì xin mời các bạn sẽ nghe một cái bản test trên cặp loa đồng trục mà tôi đang giới thiệu đến các bạn ở trước mắt. Video clip này các bạn đeo tai phone rồi các bạn sẽ nghe thêm cặp loa đồng trục của hãng CVS này cho tiếng bass khủng khiếp như thế nào. Các bạn phải đeo tai phone vào. Thông số của tất cả các thiết bị cũng như mức giá thì các bạn theo dõi trên màn hình. Loa đồng trục, bass 30 và chép kèn nằm ở trong lòng. Loa mới 100% các bạn nhé. Tất cả các thiết bị này đều mới 100% hết. Nhà tôi đang rung lên bần bật nên các bạn thấy có những tiếng rè rè, đó là trần thạch cao. Video clip này các bạn đeo tai phone rồi các bạn sẽ nghe thêm cặp loa đồng trục của hãng CVS này cho tiếng bass khủng khiếp như thế nào. Các bạn phải đeo tai phone vào. Thông số của tất cả các thiết bị cũng như mức giá thì các bạn theo dõi trên màn hình. Loa đồng trục, bass 30 và chép kèn nằm ở trong lòng. Loa mới 100% các bạn nhé. Tất cả các thiết bị này đều mới 100% hết. Tôi đang rung lên bần bật nên các bạn thấy có những tiếng rè rè, đó là trần thạch cao.